Vương Phát xin kính chào quý anh chị đã đến với kênh Toyota Daily. Và hôm nay Vương Phát sẽ giới thiệu đến quý anh chị một cái tên hết sức là mới trong gia đình nhà Toyota. Một chiếc xe mà có thể nói là rất là nhỏ gọn, thể thao, cá tính, phù hợp đến quý anh chị mình đi trong phố. Đó chính là chiếc Toyota Race 2021. Và không để quý anh chị đợi lâu nữa, chúng ta cùng ngắm qua nó ngay bây giờ. Trước mắt quý anh chị đây, đó chính là chiếc Toyota Race 2021 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện tại xe đang có mức giá bán là 527 triệu đồng với 7 màu ngoại thất. Và ở đây chúng ta có một chiếc màu trắng ngọc trai quý anh chị. Về đánh giá tổng thể phần đầu xe, theo Phát thấy xe mình thiết kế là khá là vuông vức, thể thao, góc cạnh. Đó. Ngoài ra Phát thấy ở đây có cụm đèn thì đèn chiếu gần, chiếu xa full LED luôn. Ngoài ra có thêm một dãy đèn LED chạy dài ở đây kết hợp với đèn xi nhan tạo cảm giác rất là hiện đại. Ngoài ra có một thêm hai cảm biến góc phía trước, đèn dãy đèn LED định vị ban ngày và cũng như là đèn sương mù. Về mặt ga lăng thì được thiết kế hình thoi, ở đây là lưới kiểu dạng tổ ong quý anh chị, trải dài kéo dài qua hai bên tạo cảm giác rất là thể thao. Đó, thì Phát thấy về phần đầu xe rất là cá tính. Chúng ta sẽ đi đến về phần hông xe coi có sẽ có gì cho quý anh chị ha. Về phần hông xe, Phát thấy ở đây có một điểm khá là đáng khen đối với chiếc Toyota Race 2021 này, thì ở đây chúng ta có một cái mâm lên đến 17 inch, thiết kế là 5 chấu ha quý anh chị. Ngoài ra thì phần sơn á, thì Phát thấy là màu sơn bạc vuốt lên tạo cảm giác rất là sáng về cái phần mâm của mình. Cho nên ở đây là mâm 17, cho nên về khoảng sáng gầm xe á, thì lên đến là 200mm. Đó, tha hồ mình đi trong phố cũng như là đi các vùng quê ngoại ô. Về phần động cơ dẫn động á, thì hiện tại xe mình được trang bị động cơ 1.0 turbo, công suất lên đến là khoảng 100 mã lực, không thua kém gì những chiếc xe có động cơ 1.5 đâu quý anh chị. Đây, phần ký hiệu về động cơ của bên mình, turbo. Về phần gương chiếu hậu, ở đây là chúng ta có phần gương chiếu hậu là chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Ngoài ra có thêm một điểm cộng đó nữa, đó chính là hệ thống BSM hỗ trợ cảnh báo điểm mù cho quý anh chị khi chúng ta là di chuyển trong phố anh chị ha. Tay nắm cửa ở đây chúng ta có một bộ tay nắm cửa là mạ chrome luôn, có thêm phần là mở xe tự động khi quý anh chị có chìa khóa trong người mình mở lên ok luôn. Đó là tổng thể về phần hông xe. Di chuyển ra phần đuôi xe đi anh chị. Thiết kế về phần đuôi xe không kém cạnh về phần đầu xe đâu quý anh chị. Ở đây xe vẫn được trang bị cụm đèn sau full LED luôn, nối với hai cụm đèn đó là một cái thanh được sơn bóng màu đen tạo cho cảm giác rất là có chiều sâu, cá tính. Ngoài ra để hỗ trợ cho việc ve xe, chúng ta có thêm là phần camera lùi, hai cảm biến phía sau hai bên. Đó là phần tổng thể về phần đuôi xe. Về phần khoang hành lý, Phát mở cho quý anh chị xem. Đây, theo Phát thấy thì khoang hành lý rất là rộng rãi, chúng ta có thể để được khoảng là 3-4 cái vali nha quý anh chị. Ở đây chúng ta có thêm một cái giá để những vật dụng nhẹ nhàng. Đó, Phát có thể tháo gấp cái phần này ra. Về lốp dự phòng, để xem xe mình được trang bị lốp như thế nào. Phát thấy là mâm cũng là mâm đúc luôn, 17 inch. Đây. Ngoài ra, ghế xe chúng ta có thể là gập lại hai bên để chúng ta có thể để những món đồ lớn hơn. Đây, rộng rãi. Rồi, không để quý anh chị đợi, chúng ta sẽ ra phần khoang ghế lái nha. Trên vô lăng có gì quý anh chị? Thì hiện tại Phát thấy là xe mình được thiết kế là vô lăng 3 chấu à, mạ bạc và được bọc da khá là êm ái. Trên vô lăng tích hợp đầy đủ các nút bấm luôn, âm thanh nè,
điều khiển màn hình ra thông tin. Và thêm một điểm cộng trên dòng xe Race này, đó chính là lẫy chuyển số thể thao. Đó, quý anh chị có thể thấy. Ngoài ra thì trên màn hình hiển thị đa thông tin, chúng ta thể hiện đầy đủ các thông số luôn, vòng tô máy, vận tốc xe, hệ thống nhiên liệu. Và trên màn hình này chúng ta có thể setup được giao diện cho màn hình. Đây, các thao tác cho quý anh chị. Đó. Ok. Ngoài ra thì xe mình được hỗ trợ nhắc nhở về ngày tháng, giống như là ngày sinh nhật nè, ngày mình đi bảo dưỡng quý anh chị, rất là tiện lợi. Và di chuyển trên hệ thống giải trí đi, chúng ta thì được xe mình được trang bị hệ thống màn hình 9 inch, có thể kết nối Bluetooth, Apple CarPlay. Đây, đầy đủ, khá là hiện đại trẻ trung luôn. Hệ thống điều hòa thì là hệ thống điều hòa tự động 1 vòng, cửa gió đầy đủ. Ngoài ra thì xe mình được trang bị là hệ thống đề start stop, cổng sạc 12V đầy đủ. Hộp số trên xe thì là hộp số CVT vô cấp, giúp xe mình di chuyển mượt mà anh chị ha. Trên hàng ghế thứ hai này thì phát thấy rất là thoải mái. Đây, quý anh chị có thể thấy phát cao 1m7, khoảng cách từ đầu gối đến ghế hành khách như khoảng 1 gang tay, và từ đầu phát lên đến trần xe cũng khoảng hơn nửa gang nha quý anh chị. Rộng rãi thoải mái trên một chiếc xe SUV hạng A. Ở đây thì xe mình không có bệ tì tai nha quý anh chị ha. Toyota Race hiện đang có mức giá niêm yết 527 triệu đồng. Và bên phía đại lý bên Phát đang có sẵn các màu có thể giao ngay đến quý anh chị. Xe lăn bánh tại tỉnh rơi vào khoảng 508, lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh rơi vào khoảng 600 triệu. Quý anh chị muốn biết giá lăn bánh chính xác tại nơi mình ở, đừng ngần ngại gọi ngay số hotline phía bên dưới. Toyota Daily luôn có một mức giá cực kỳ ưu đãi cho quý anh chị khi gọi trực tiếp. Và quý anh chị đừng quên nhấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất cập nhật những ưu đãi từ phía Toyota. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.